Hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2019, thứ năm tuần thứ năm mùa chay. Trích sách Thắng Thế. Trong ngày ấy, Abraham sấp mình xuống đất và Thiên Chúa phán cùng ông rằng: Này ta đây, ta giao ước với ngươi, ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc. Thiên hạ sẽ không còn gọi ngươi là Abraham nữa, nhưng sẽ gọi là Abraham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ta sẽ ban cho ngươi con cháu đông đúc, ta sẽ đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc, và nhiều vua chúa xuất thân từ ngươi. Ta sẽ thiết lập giao ước vĩnh viễn giữa ta với ngươi cùng con cháu ngươi, từ thế hệ này qua thế hệ khác, để ta trở nên Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi cư ngụ, sẽ cho ngươi làm chủ vĩnh viễn toàn cõi đất Canaan, và ta sẽ là Chúa của chúng. Chúa lại phán cùng Abraham rằng: Phần ngươi và dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia hãy giữ lời giao ước của ta. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Tới muôn đời Chúa vẫn như lời minh ước. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa. Hãy tìm kiếm thiên năng Chúa luôn luôn. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ và những điều Ngài phán quyết. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Hỡi miêu về Abraham là tôi tớ của Ngài. Hỡi con cháu Gia-cốp những kẻ được Ngài khen chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài đã an bài tới muôn thế hệ. Lời minh ước Ngài đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Ngài đã thề với Isaac. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Các ngươi hãy tìm điều lành, chớ đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống và Chúa sẽ ở cùng các ngươi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: quả thật ta bảo các ngươi, nếu ai giữ lời ta thì muôn đời sẽ không phải chết. Người Do Thái lại nói: bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói ai giữ lời ta thì không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết, ông cho mình là ai? Chúa Giêsu trả lời: nếu ta tự tôn vinh chính mình thì vinh quang của ta sẽ không giá trị gì. Chính cha ta tôn vinh ta. Người là chính là đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết người, còn ta biết người. Nếu ta nói ta không biết người thì ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng ta biết người và ta giữ lời người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của ta. Ông đã thấy và đã vui mừng. Người Do Thái liền nói: ông chưa được 50 tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao? Chúa Giêsu trả lời: quả thật, ta nói với các ngươi, khi Abraham chưa sinh ra thì ta đã có rồi. Bây giờ họ lượm đá ném ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Quyết tâm giữ lời Chúa. Chúa Giêsu nói: tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Gioan chương 8 câu 51-52. Suy niệm: chỉ hiểu cái chết về phương diện thể lý, những người Do Thái đã kết luận Chúa Giêsu bị quỷ ám vì Ngài đã nói ai tuân giữ lời Ngài sẽ không phải chết. Nhưng Chúa Giêsu không đối đáp với họ về nhận định sai lầm của họ.
Ngài cần quả quyết chân lý, nghe lời Ngài thì được sống trong Thiên Chúa. Chúa Giêsu còn khẳng định Chúa Cha làm chứng lời Ngài nói. Một điều khó hiểu nhưng lại xảy ra là những người, các dân tộc lăng băng Do Thái khó đón nhận lời Chúa đã đành. Đằng này, dân Chúa lại cho rằng chói tai khi nghe lời Chúa, cho rằng đáng đang nói lời Chúa là kẻ bị quỷ ám, và họ tìm mọi cách giết Chúa Giêsu để khỏi phải nghe lời Ngài. Thực trạng đau đớn đó đâu chỉ xảy ra thời Chúa Giêsu mà còn xảy ra nơi nhiều gia đình Kitô hữu hôm nay nữa. Mời bạn đã gần hết mùa chay thánh, những lời Chúa kêu mời bạn sám hối và tin vào phúc âm có tác động gì đến tâm hồn của bạn và có biến đổi gia đình bạn từ một gia đình xa lạ với lời Chúa nay thành gia đình chuyên chăm đọc và chia sẻ phúc âm của Chúa không? Thay vì tránh né đọc phúc âm, từ nay bạn làm cách nào để quyết tâm cho gia đình bạn được nghe và sống lời Chúa? Sống lời Chúa, trang hoàng bàn thờ, đặt sách phúc âm vào vị trí xứng đáng và quy định giờ đọc kinh và đọc và suy niệm lời Chúa trong gia đình. Cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Xin cho gia đình con biết khát khao nghe lời Chúa và được nghe lời Chúa thấm nhuần trong ý nghĩ, lời nói và cử chỉ của chúng con. Trích 5 phút suy niệm lời Chúa hàng ngày. Đám cưới vĩ đại nhất. Một trong những đám cưới được xem là vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại đó là đám cưới của Alexander Đại Đế với công chúa Roxanne của Ba Tư vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Khi quyết định lấy một người Á Châu, dĩ nhiên Alexander theo tiếng gọi của con tim. Nhưng qua cuộc hôn nhân này, ông muốn biểu tỏ ý muốn thống nhất tất cả lãnh thổ đã được chinh phục từ Đông sang Tây. Ông cũng hy vọng có một người con nối dõi với hai dòng máu Đông Tây để thống nhất hai phần đất của địa cầu. Đám cưới được cử hành trong vòng 7 ngày 7 đêm, nơi nơi đều có yến tiệc. Và để tăng thêm phần long trọng, Alexander đã cho tổ chức những cuộc tranh tài thể thao, Thế vận hội đã được khai sinh từ đó. Chính Đại Đế là người đích thân trao giải thưởng cho những người thắng cuộc. Thông thường, hoàng đế trao tặng những chiếc cúp bằng vàng, nhưng người được coi là đoạt được nhiều giải thưởng nhất trong cuộc thi Thế vận hội đầu tiên ấy, chỉ nhận được có mỗi một cành lá. Alexander Đại Đế giải thích như sau, chỉ có vinh hiển mới có thể tưởng thưởng được người xuất sắc nhất. Có một hôn lễ còn vĩ đại gấp bội so với hôn lễ của Alexander Đại Đế với công chúa Roxanne, đó là hôn lễ của trời với đất, của Thiên Chúa với nhân loại. Đây là cuộc hôn lễ mà loài người đã chờ đợi từ khi có mặt trên trái đất. Hôn lễ ấy diễn ra qua việc con Thiên Chúa xuống thế mặc lấy xác phàm. Ngài đến không kèn không trống, không quân đội, không thế vận hội. Ngài không mang lại các cúp vàng. Ngài không chỉ trao cành lá vinh thắng cho một người, nhưng cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể chiến thắng cho cuộc sống của mình, và ai cũng có thể nhận lãnh cành lá vinh hiển ấy. Ai trong chúng ta cũng có một phần thưởng vô giá. Ai trong chúng ta cũng là người đoạt giải nhất. Và ai trong chúng ta cũng nhận được cành lá vinh hiển của sự sống đời đời. Với Chúa Giêsu là đấng đã thắng thế gian và đang tiếp tục chiến đấu bên cạnh chúng ta, chúng ta tin chắc rằng chúng ta cũng sẽ chiến thắng. Bài trích sách lẽ sống.